Bất ngờ nhan sắc trẻ trung của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu ở tuổi 70. Hình ảnh nghệ sĩ Mỹ Châu ở tuổi 70 nhưng vô cùng trẻ trung và ăn mặc thời thượng. Cô đi guốc cao, mặt đồng ôm ngắn, để tóc mái dài như thiếu nữ. Không những vậy, nghệ sĩ Mỹ Châu còn giữ được bóng dáng thon gọn, phe đôi chân thon thả và đội mũ lưỡi trai trẻ trung, một phong cách rất thời trang năng động. Nghệ sĩ Ngọc Huyền vừa nhìn thấy Mỹ Châu đã bất ngờ trước sự trẻ trung của cô và thốt lên: "Con nhìn cô như mới 30 mấy tuổi, y chang lần đầu con gặp cô. Không thay đổi chút nào, mẹ con mê cô từ xưa tới giờ vẫn mê. Hồi xưa đi coi cô hát ở Sài Gòn suốt, mẹ con mê Thanh Nga với Mỹ Châu, ai cũng nói cô nghỉ hát sớm khiến mọi người tiếc quá." Mẹ Ngọc Huyền cũng không khỏi trầm trồ: "Trời ơi, người đẹp vẫn đẹp quá, lâu lắm mới gặp mà vẫn đẹp như ngày nào, không thay đổi gì hết." Sau đó, Ngọc Huyền ôm chặt Mỹ Châu một cách đầy tình cảm, thể hiện sự gắn bó giữa các nghệ sĩ nơi xứ người. Vào nhà, nghệ sĩ Mỹ Châu ký tặng sách cho Ngọc Huyền với những nét chữ còn rất đẹp, uốn lượn, bay bổng. Mỹ Châu cũng chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc. Cô nói: "Tôi không dám để mình gầy quá vì lớn tuổi rồi, mặt phải có da có thịt, nếu không thì nhìn ghê lắm." Cô chia sẻ: "Tôi đã chích ngừa Covid nhưng vẫn đeo khẩu trang, đi đâu cũng đeo." Mỹ Châu là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tại Việt Nam. Cô từng được mệnh danh là ngôi sao của thế hệ vàng cải lương Việt Nam, cùng thời với Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Ngọc Dao, Phượng Liên, Minh Vương, Minh Phụng, Minh Cảnh. Mỹ Châu gây ấn tượng với giọng nữ trung trầm đặc biệt và sở trường ca dây kép. Nhờ vậy, tên cô cũng được dùng đặt cho một loại đàn cổ gọi là dây Mỹ Châu. Mỹ Châu hoạt động bền bỉ cả trước và sau năm 1975 ở trong nước. Sau năm 2002, Mỹ Châu sang Mỹ định cư cùng gia đình. Tại đây, cô sống ở tiểu bang và quyết định dừng sự nghiệp, từ chối mọi lời mời đi hát trước khi ra đi. Mỹ Châu đã diễn hai vở Võ Tắc Thiên và Tơ Vương Sầu Ly Biệt. Mỹ Châu từng được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 1993 và huy chương sự nghiệp sân khấu Việt Nam vào năm 1999 để tôn vinh những cống hiến và tận tụy yêu nghề của một minh tinh trầm lặng. Với sự nghiệp hát cải lương kéo dài 50 năm, cô diễn chung với nhiều nghệ sĩ như Đức Minh, Minh Phụng, Minh Vương, Trọng Phúc, Hoài Mỹ, Thanh Sang, Kim Tử Long, Thanh Kim Huệ, Úc Trà Ôn, Phượng Liên, Cẩm Thu, Hữu Phước. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.